thống nhất nằm trên đường Đại Cổ Việt. Thật là tuyệt vời bởi một bên của công viên đã được mở đường. Con đường này là con đường chạy theo công viên. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Con đường này hoàn toàn mới này, làm rất đẹp. Không hiểu nó sẽ chạy về đâu. Đây là bãi giữ xe của công viên này. Hôm nay là một ngày rất lạnh ở Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 10 đến 12 độ. Và hình như hôm nay một số các cái trường cho học sinh nghỉ học thì phải. Ray đường sắt trong công viên, chạy vòng quanh công viên. Khu vực này rất là lý thú. Cái kiểu ươm cây giống, hoa. Chắc là cái cổng mới, cổng phụ, một khu vực rất là sầm uất.